Chào các bạn, mình là Tiến Sena. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một bộ phim rất hay ra mắt vào dịp kỷ niệm 10 năm series hoạt hình Yu-Gi-Oh được phát hành. Đây là lần duy nhất mà cả ba nhân vật chính được gặp nhau với biết bao cảm xúc. Thôi không nói nhiều nữa, mời các bạn vào nghe phim nhé. Ở một nơi nào đó, Yuki Judai đang bị truy đuổi bởi một duelist bí ẩn đang điều khiển Cyber Endragon và Rainbow Dragon. Judai vẫn cố gắng dùng Elemental Hero Nails để chống trả lại, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn khi tên duelist đó tiếp tục triệu hồi ra Stardust Dragon làm rung chuyển cả bầu trời. Ở một thời đại khác, khi Yusei đang ngủ thì gặp ác mộng về cái chết của cha cậu trong sự kiện Zero Reverse. Khi đang suy nghĩ về nó thì Jack và Roe tới với mục đích là an ủi cậu, nhưng an ủi chỉ là phụ, còn rủ đua xe mới là chính. Cả ba đang đua xe thì bị một duelist đeo mặt nạ tới thách đấu. Yusei tự tin nói rằng các cậu tránh ra để tớ thể hiện. Trận chiến đang nghiêng về phía Yusei khi có Stardust Dragon trên sân, nhưng cậu không biết rằng ngay từ đầu tên đeo mặt nạ đã nhắm tới Stardust Dragon. Hắn dùng một lá bài đen để bắt nhốt Stardust vào trong và nhanh chóng isekai qua một không gian khác, tức là trốn đi đó các bạn. Còn lá bài của Yusei thì biến thành màu đen. Khi trở về căn cứ, cả ba người bọn họ được hỏi chị em Aki cho xem tin tức về việc Stardust Dragon trở về quá khứ và tấn công các duelist. Khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra tên duelist đang điều khiển Stardust Dragon rất giống với gã đeo mặt nạ lúc nãy. Yusei cũng phát hiện ra ở bên ngoài các tòa nhà đang dần dần sụp đổ. Nguyên nhân là do Stardust Dragon trở về quá khứ đã làm thay đổi lịch sử. Sau đó, xích long là Rimstone Dragon xuất hiện và đưa Yusei đi tìm lại quái thú chủ lực của mình. Trở lại với Judai, cậu đang bất ngờ về sự xuất hiện của Stardust Dragon, đồng thời đang bị áp đảo bởi sức mạnh của nó. Thì Yusei tới kịp, tên đeo mặt nạ cảm thấy không ổn nên đã đành tạm dừng trận đấu. Judai cũng nhờ đó mà qua được ải này. Judai và Yusei tám chuyện với nhau về những việc xảy ra gần đây. Cả hai đã quyết định hợp tác để cùng cứu thời đại của mình. Sau khi tìm hiểu những tài liệu về quá khứ, bọn họ đã biết mục tiêu tiếp theo của tên đeo mặt nạ là gì. Bất ngờ, Elemental Hero Nails của Judai cũng biến mất. Và cả thành phố lúc đó bắt đầu sụp đổ. Chuyển cảnh ở thành phố Domino trong quá khứ. Tại đây đang diễn ra một giải đấu có tên là Domino Cup do Pegasus tổ chức. Tất nhiên nhân vật huyền thoại Yugimoto cũng tham gia. Lễ khai mạc đang được tổ chức thì từ trên trời ba con rồng là Rainbow Dragon, Cyber Endragon và Stardust Dragon bay đến và tấn công thành phố. Sau vụ tấn công, Yugi tỉnh dậy trên một đống đổ nát và biết được ông nội của anh đã không may mắn tử nạn. Tên đeo mặt nạ cười lớn và tuyên bố đã hoàn thành mục đích của mình. Bất ngờ, Rimson Dragon xuất hiện và gặm thanh niên Yugi đi mất. Rimson Dragon đưa cả ba quay trở lại nơi trước đợt tấn công 30 phút. Yugi đã gặp mặt Yusei, Judai và được giải thích toàn bộ về mục đích của tên đeo mặt nạ. Hắn muốn loại trừ Pegasus, người sáng tạo ra trò chơi đấu bài ma thuật Duel Monster, và họ cần sức mạnh của Yugimoto để ngăn chặn kế hoạch đó. Cả ba cố gắng để ngừng việc tổ chức giải đấu. Mọi việc đang diễn ra một cách thuận lợi thì tên đeo mặt nạ xuất hiện. Tại đây, hắn giới thiệu mình tên là Paradox, một du hành giả vượt không gian và thời gian nhằm tìm kiếm một lịch sử hoàn hảo. Hắn tiết lộ rằng bản thân cũng là một trong những người đến từ tương lai giống như Yusei và đang ngăn chặn những việc khiến thế giới sụp đổ bằng cách thay đổi lịch sử và làm biến mất Duel Monster. Sau một hồi giảng đạo, Paradox quyết định dùng một trận đấu để chứng minh rằng mình là Volatilo 1/3 và khẳng định mục đích của mình là chính đáng. Yusei và Judai sẵn sàng chiến đấu. Yami Yugi cùng xuất hiện để tạo thành bộ ba đối đầu với lại Paradox. Trận đấu bắt đầu. Lượt đầu tiên của Paradox, hắn kích hoạt ma pháp môi trường Sin World. Lá bài này có tác dụng cho phép hắn thay vì rút bài ở Raw Phase, có thể rút ngẫu nhiên một quái thú Sin trong bộ bài. Sin cũng chính là Malefic ở trong tiếng Anh đó các bạn. Hắn tiếp tục đưa Cyber Endragon từ trong Extra Deck vào trong mộ để triệu hồi đặc biệt Sin Cyber Endragon. Quái thú Sin cho phép đưa các lá bài có tên phù hợp vào mộ để triệu hồi đặc biệt phiên bản Sin cùng tên lên trên sân. Do lượt đầu hắn không thể tấn công nên úp một lá và kết thúc lượt. Mới đi lượt đầu mà đã ra quái thú có sức công 4000 dễ dàng như vậy thì ai mà chơi lại. Yusei sử dụng thông não chi thực với đàn anh của mình để xin đi lượt tiếp theo. Cậu ta sử dụng ma pháp Recarnation Up Hop, bỏ hai quái thú vào mộ và lấy một quái thú từ trên bộ bài lên tay vào standby phase sau hai lượt nữa. Sau đó cậu ta triệu hồi thường Junk Syndrome, sau đó kích hoạt công năng của nó để triệu hồi đặc biệt một quái thú level 2 hoặc thấp hơn trong mộ là Roadrunner.
Sau đó, cậu sử dụng khả năng của Boss Hedgehog. Khi có một quái thú Tuner trên sân, nó có thể được triệu hồi đặc biệt từ trong mộ. Kế tiếp, cậu dùng cả 3 quái thú trên sân để triệu hồi Synchro, Juggernaut level 6 với sức thủ là 2600. Cuối cùng cậu ta up 2 lá và kết thúc lượt. Lượt quay trở về với Baradot. Hắn đưa Rainbow Dragon từ tay xuống mộ để triệu hồi đặc biệt Shin Rainbow Dragon. Hắn sử dụng Shin Rainbow Dragon tấn công nhưng lại bị khả năng của Juggernaut làm chuyển sang thế thủ. Tuy nhiên, hắn vẫn còn Shin Saber and Dragon chưa tấn công và đã thành công thở bay Juggernaut của Yusei khiến điểm gốc của cả bài chỉ còn 2600. Môi trường Shin World cũng giống như là một trò chơi bóng tối, thua là cả đám đi bán muối. Dù vậy, Yusei vẫn đứng dậy và tiếp tục trận đấu. Cậu kích hoạt khả năng của Juggernaut sau khi bị tiêu diệt chuyển cả Shin Saber and Dragon về thế thủ. Sau đó, Yusei kích hoạt 7 Miracle Quake hồi sinh Juggernaut bị tiêu diệt ở lượt này. Lượt của Judai, cậu xin vay nặng lãi Juggernaut của Yusei và dùng dung hợp với Nails tạo thành Elemental Hero Nails 9. Khả năng thứ nhất của Nails 9 là cộng một nửa sức công của quái thú Warrior làm nguyên liệu dung hợp cho nó. Kế đó, Judai sử dụng khả năng thứ hai của Nails 9 tấn công 2 lần và tiêu diệt hết quái thú của Baradot. Nhưng ngay sau đó, Baradot kích hoạt bài 7 Shin Tool. Khi một quái thú Shin bị tiêu diệt thì được rút 2 lá bài. Sau đó, Judai up toàn bộ bài trên tay xuống và kết thúc lượt. Lượt Baradot, hắn kích hoạt khả năng của Shin World để lấy một quái thú Shin ngẫu nhiên. Sau đó, hắn đưa Stardust Dragon từ Extra Deck xuống mộ để triệu hồi đặc biệt Shin Stardust Dragon. Kế đó, hắn triệu hồi thông thường quái thú Tuner Shin Parallel Gear, sử dụng hai quái thú để triệu hồi Synchro ra Shin Baradot Dragon. Sau đó, hắn kích hoạt khả năng của Shin Baradot Dragon để hồi sinh một quái thú Synchro dưới mộ là Stardust Dragon lên sân. Khả năng thứ hai của Shin Baradot Dragon là làm giảm sức công của tất cả quái thú trên sân đối thủ bằng sức công của quái thú Synchro được hồi sinh bởi khả năng đầu tiên. Hắn sử dụng Shin Baradot Dragon tấn công, Judai lật bài 7 Hero Barrier để chặn lại từng tấn công đó. Sau đó, Baradot lật bài Shin Cloud Stream. Khi có một quái thú Shin trên sân, được phá hủy một quái thú của đối phương, Judai ngay sau đó lập tức kích hoạt bài 7 Elemental Mirage cho phép hồi sinh một Elemental Hero bị tiêu diệt bởi hiệu ứng để gọi về Nails 9 nhưng vẫn bị giảm sức công do hiệu ứng của Baradot Dragon. Lực của Yami Yugi, anh ta hứa sẽ lấy lại Stardust Dragon cho Yusei nhưng cậu phải cho anh ta vay không lãi lá Reincarnation Up Hop đã được sử dụng ở hai lượt trước để lấy Black Mason lên tay. Sau đó, Yugi kích hoạt ma pháp Ancient Rule cho phép triệu hồi đặc biệt một quái thú thông thường level 5 hoặc cao hơn trên tay và đương nhiên đó là Black Mason. Kế đó, anh ta kích hoạt một ma pháp khác là Bond Between Teacher and Student. Khi trên sân có Black Mason, thì triệu hồi đặc biệt Black Mason Girl thế thủ. Thêm nữa, Yugi kích hoạt một ma pháp khác Miraculous Magic Gate. Khi trên sân có hai quái thú pháp sư trở lên, chuyển một quái thú đối phương về thế thủ và giành quyền kiểm soát quái thú đó. Baradot đã tính được nước đi này, hắn lật lá bài tẩy, Shin Fog và trang bị cho Baradot Dragon. Như vậy, quái thú của hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng ma pháp của đối thủ nữa. Có ngờ rằng, hắn đâu có tính lại những thằng hack game. Yugi đã chuyển sang bắt Stardust Dragon về cho Yusei. Nhờ có việc không có Stardust Dragon trên sân, các quái thú của Yugi đã trở về sức công như ban đầu. Sau đó, Yugi tiếp tục kích hoạt ma pháp Black Twin Magic. Sức công của Black Mason Girl sẽ được cộng thẳng vào Black Mason thành 4000 năm, cao hơn Baradot Dragon và thành công thở bay được nó. Chúc mừng họ Yugi đã thành công giảm 500 điểm gốc đầu tiên của đối thủ. Đùa không vui, Baradot đã căng. Hắn kích hoạt 7 Shin Paradise Ship khi Shin Baradot Dragon bị tiêu diệt bằng cách hiến tế chính bản thân của hắn và giảm nửa điểm gốc để triệu hồi đặc biệt Shin True Dragon level 12, 5000 sức công. Yugi cảm thấy tình hình không ổn, up 2 lá và kết thúc lượt. Lượt Baradot, hắn kích hoạt Shin Selector, loại bỏ Shin Parallel Gear và Shin Saber and Dragon trong mộ để rút 2 lá bài. Sau đó, hắn đưa 2 lá bài lần lượt là Blue Eye War Dragon và Red Eye Black Dragon xuống mộ để triệu hồi đặc biệt Shin Blue Eye War Dragon và Shin Red Eye Black Dragon. Hắn cho Red Eye tấn công Black Mason Girl để kích hoạt khả năng của Shin True Dragon. Khi có một quái thú Shin tiêu diệt quái thú đối thủ, Shin True Dragon có thể tiêu diệt hết quái thú trên sân đối phương. Judai cảm thấy không ổn, ngay lập tức kích hoạt ma pháp tức thời Diffusion để giải dung hợp của Nails 9. Yusei có thể sử dụng khả năng của Juggernaut chuyển Red Eye về đối thủ, nhưng hắn vẫn còn Blue Eyes chưa tấn công và đã thành công tiêu diệt Black Mason, đồng thời kích hoạt khả năng tiêu diệt của Shin True Dragon. Yusei cũng ngay lập tức đáp trả lại với việc kích hoạt khả năng của Stardust Dragon, hy sinh chính bản thân nó để vô hiệu hóa khả năng của Shin True Dragon và phá hủy nó.
Baradot liền kích hoạt khả năng thứ ba của Shin Dragon là bỏ Shin Rainbow Dragon trong mộ để vô hiệu hóa khả năng phá hủy. Hắn tiếp tục dùng Shin Dragon tấn công Nails và thành công tiêu diệt sạch quái thú bên phe ba người. Với mỗi quái thú bị tiêu diệt bởi hiệu ứng này, cả ba phải nhận 800 điểm thiệt hại với mỗi quái thú. Chưa dừng lại ở đó, Baradot tiếp tục sử dụng ma pháp tức thời Shin Crush để hồi sinh Shin Stardust Dragon cho đến hết lượt, cho nó kết thúc trận đấu này. Khi Yusei đã gần như tuyệt vọng thì Yugi và Judai đã đứng lên giảng bài học về sức mạnh của niềm tin chiến thắng. Judai lật lá bài tẩy của mình, ma pháp tức thời The Blue of Summoning Kuribor cho Yugi mang ra người bạn thân của mình là Kuribor, đồng thời kích hoạt khả năng của nó để giảm thiệt hại về không. Quá ngỡ ngàng vì chưa thắng được, Baradot kết thúc lượt. Đồng thời, Shin Stardust Dragon cũng biến mất do tác dụng của Shin Rush và Stardust Dragon đã trở lại vào End Phase. Yusei được hai người đàn anh búp sức mạnh lăng kính mặt trăng, sức mạnh tinh bạn. Anh ta kích hoạt bài 7 Stardust Mirage hồi sinh tất cả quái thú đã bị tiêu diệt ở lượt này. Lượt Yusei, Judai kích hoạt bài 7 Nail Spiral Fork nhân đôi sức công của Stardust Dragon. Kế tiếp, Yugi cũng làm một điều tương tự, anh lật 7 Black Spiral Fork nhân đôi sức công của Stardust Dragon thêm một lần nữa. Sau đó, tất cả ba quái thú đều lao lên phun laser vào mặt Baradot và nói: "Chú em còn non lắm." Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về bộ ba nhân vật chính. Chiều hoàng hôn, Yusei, Yugi và Yugi cùng ngắm toàn cảnh giải đấu do Pegasus tổ chức và hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong tương lai, rồi đường ai nấy về. Nhưng có lẽ ai cũng sẽ canh cánh về tương lai mà Baradot đã nhắc tới. Họ sẽ cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ thời đại của chính mình. Qua bộ phim này, mình kết luận rằng dù có ở đâu làm gì thì ta vẫn có bạn bè luôn ủng hộ và chờ đợi chúng ta trở về. Đó là một mối liên kết mạnh mẽ mà khó có thể bị phá hủy. Đồng thời, bộ phim này được tác giả nhắn nhủ rằng sự đoàn kết của một tập thể có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mong rằng các bạn sẽ thích phần tóm tắt phim này. Hãy comment cho chúng mình biết cảm nghĩ và đừng quên like, đăng ký, ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp trên M2Deal Channel.